em, chào mừng anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Ngày hôm nay bên cửa anh em tiếp tục lên đường cho anh em khách hàng với mẫu sản phẩm Sure UEH Plus và làm ngay một video nữa để gửi cho tất cả những khách hàng chúng ta đang quan tâm đến bộ sản phẩm mic không dây của Sure đến với em Tùng Audio. Các bạn đã thấy bên em về lô hàng cực kỳ lớn được phục vụ anh em trong dịp cuối năm rồi. Rút kinh nghiệm những lô hàng trước năm ngoái bên em về cái dòng Sure này về đâu cháy hàng đến đấy, năm nay bên em về số lượng cực kỳ lớn luôn. Anh em khách thợ, khách mua lẻ, xỉ lẻ đến ngay cả Tùng Audio thời cuối năm nhá. Và năm nay thì giá thành của Sure giảm giá rồi, hạ nhiệt rồi, anh em mua giá thành rất dễ chịu đến ngay cả Tùng Audio. Và hôm nay thì tiện lên đường cho em khách hàng với bộ sản phẩm Sure này, em làm ngay một video nữa để gửi cho tất cả anh em chúng ta đang quan tâm bộ sản phẩm mic Sure và là hàng chuẩn loại một tốt nhất bên em, thì hãy xem hết video ngày mai để chúng ta biết được hàng chuẩn loại một là như thế nào các nhá. Hình thức giao diện hộp đấy các Sure Plus, khi các anh em mua hàng tại cửa hàng Tùng Audio các bác luôn luôn được phép kiểm tra hàng và tính toán xong đó gì bên em có thể hỗ trợ trực tiếp khách hàng khi anh em mua hàng tại bộ sản phẩm nhà em. Bộ sản phẩm Sure 23 Plus các bác được nhìn thấy bên trong này, bao gồm bộ đồ thu này, hai phần tay mic này, các cái linh phụ kiện như là dây cắm nguồn, dây 6 ly, giá chống lăn. Và em này có sử dụng tới 4 dầu anten để bắt sóng cực kỳ xa cho anh em ổn định trong việc chúng ta bắt sóng xa sóng gần với dòng mic này. Đây là phần bộ đồ thu, em cùng anh em kiểm tra ngay lập tức nhá. Anh em khách hàng mua hàng bên em thì vẫn lo, tại vì những anh em khách mới thôi. Cứ còn anh em mà đã mua qua sản phẩm bên em Tùng rồi, chắc chắn các anh em sẽ thấy hài lòng. Sao bên em làm việc nó rất cẩn thận. Kể cả những cái mẫu sản phẩm bên em gửi cho anh em khách hàng, anh em muốn kiểm tra nội thất, anh em muốn kiểm tra cái gì, em alo em hỗ trợ hết tất cả các thứ luôn các anh em khi anh em nhận hàng. Đấy, tại vì hàng của chúng ta bỏ ra một cái số tiền rất là lớn, không hề nhỏ chút nào cả. Hàng điện tử đúng không ạ? Anh em muốn kiểm tra nội thất, anh em thợ muốn kiểm tra xem nội thất có đúng chính xác hay không thì bên em vẫn thoải mái cho anh em kiểm tra. Đây là dòng sản phẩm Sure 23 Plus phiên bản màu ghi, dễ phối đồ. Đấy, con này thì có hai mặt màn hình điện tử và có đầy đủ tính năng nhé. Và đây hơn nữa các bác nhìn đấy. Ở phía sau đây, đây là 4 dầu anten đến từ dòng Sure 23. Đấy, anh em có thể là bắt sóng cực kỳ xa, có chế độ độ nhạy nhé. Và các cái đường cổng calo cho anh em ghép nối sang thiết bị như là bàn mixer chẳng hạn, hay là các thiết bị mà anh em cần kết nối bàn đường calo anh em ghép nối với mic. Bình thường thì anh em sẽ cắm đầu 6 ly trực tiếp vào đây cho em. Ok. Và các linh phụ kiện bên trong của Sure đây các bác. Sure 23 Plus thì sẽ có phần tay mic phiên bản màu xanh dương, xanh đậm. Đấy các bác nhá. Cái màu này ấy, thì là một trong những màu rất là dễ phối đồ. Đấy, và cũng như là nó bền bỉ, anh em sử dụng lâu dài không bị phai đi. Đấy. Và khi chúng ta cầm lên những cái dòng mic Sure, đặc biệt là Sure 23 đấy, các bác sẽ thấy ngay cái tay mic của em nó rất là to, và cầm lên chúng ta sẽ thấy rất là thoải mái, độ lặng ổn định, tay mic rất to, đế dài. Đấy, cầm lên là chúng ta đã thấy tự tin rồi. Chúng ta lên lời ca tiếng hát của mình, cái sự tự tin là cái điểm yếu tố rất là tất yếu, rất quan trọng cho anh em khi chúng ta ca hát đúng không ạ? Nhiều anh em lên sân khấu chúng ta cảm giác hơi run run, là chúng ta hát tiếng âm thanh cũng bị thay đổi ngay theo sự tự tin của bác. Đấy, tiếp theo nữa là các linh kiện dây dắt cắm nguồn, dây 6 ly sẽ đi kèm hết trong linh phụ kiện trong hộp nhé. Anh em nhận hàng chúng ta được phép kiểm tra hàng và đánh toán sau. Và cái điểm mấu chốt nữa này các bác, rất nhiều anh em hỏi em là cái hàng sản phẩm này loại một là như ra, thì đây hôm nay bên em cũng đã mở luôn phần nội thất và đặc biệt là em mở luôn phần hộp sóng. Nhiều anh em hỏi em là có những mẫu thì nó có hộp sóng ấy, nhưng mà khi mà mở ra bên trong lại không có gì, thì các bác thấy đây, hôm nay bên em mở luôn cái phần hộp sóng bên trong ra. Bình thường cái hộp sóng này nó sẽ lắp ở đây, nhưng hôm nay em tháo luôn cả phần hộp sóng ra để các bác thấy là bên trong nó có chip tụ nhé, chứ không phải là ở bên trong nó chỉ có hộp sóng thôi, nhưng mà nó bên trong nó không có gì đấy. Các bác nhìn thấy hàng em đây chuẩn chưa, vì tím 4 hộp sóng lớn, 2 tụ lớn in logo của Sure. Và chắc hẳn anh em mua hàng bên em các bác sẽ thấy hài lòng thôi, khi mà sản phẩm bên em đúng chất lượng và đạt chuẩn thì các anh em mua hàng chúng ta được phép quyền mở nội thất nhé, để chúng ta kiểm tra một lần nữa với tổng Sure. Nếu anh em mở ra mà kiểm tra không đúng như em giới thiệu sản phẩm em quảng cáo trên kênh YouTube này, các bác anh em sẽ được đền gấp đôi số lần tiền anh em mua hàng với mỗi sản phẩm này bên em. Đấy, rất nhiều anh em mua hàng bên em rồi về cực kỳ là ưng ý, thậm chí có những anh em mà bảo là anh dùng hơn 1 năm rồi chưa bao giờ anh mở nội thất, anh chỉ cần biết là em báo đúng chính xác là hàng loại một anh mua. Đấy, anh em tin tưởng ủng hộ đến như vậy cơ mà. Còn anh em khách hàng chúng ta chưa mua hàng bên em bao giờ, anh em cứ theo dõi kênh em Tùng, các bác biết ngay là bên em giới thiệu sản phẩm chuẩn và chi tiết đến như thế nào. Ok, ngay bây giờ thì em sẽ cùng em trải nghiệm tiếng chất lượng âm thanh đến từ dòng Sure 23 Plus nhé. Vâng thưa anh em, đây là hình thức giao diện của dòng mic Sure UEH23 Plus. Em cũng đã mở luôn trực tiếp cho anh em xem nội thất ở bên trong rồi đúng không ạ? Cũng như là cho anh em xem về mặt giao diện hộp bên trong khi các anh em nhận hàng bên cửa hàng em. Hình thức giao diện của Sure 23 Plus thì rất là đẹp mắt, phiên bản màu ghi dễ phối đồ, cộng với hai mặt màn hình điện tử hiển thị cho hai cổng mic đầy đủ tính năng chế độ cho anh em setup tăng giảm âm lượng, tần số chuyển đổi các tần số khác nhau. Anh em yên tâm khi các anh em nhận hàng về bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương, bên em hỗ trợ
cài đặt sẵn tất cả tính năng tốt nhất rồi, nên các anh em nhận hàng về chỉ cần ghép nối trực tiếp vào dàn máy âm thanh gia đình và chúng ta trải nghiệm âm thanh thôi, không cần phải thao tác quá là khó khăn trên thật máy nữa. Ok, và đây là một trong những cái mẫu sản phẩm ở bên cửa hàng em đang bán cực kỳ là hot và chạy hàng ở thời điểm cuối năm, nên là anh em đang có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp bên em. Bây giờ thì em sẽ cùng anh em trải nghiệm âm thanh đến từ dòng mic Su 23 Plus nhá. Sử dụng luôn tai mic của Su 23 và cùng anh em test thử âm thanh. Các bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh tốt nhất từ bộ sản phẩm này nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2. Các bác đã được nghe âm thanh đến từ dòng mic Su 23 rồi đúng không ạ? Các em alo thử một vài tiếng cho anh em cảm nhận với chất lượng âm thanh sản phẩm này. Với dòng mic Su 23 thì là một trong cái dòng mic không dây tiếng thanh vô cùng chất lượng, dễ hát, dễ sử dụng. Các bác được nghe âm thanh rất là sôi động đến cái dòng mic này rồi đúng không ạ? Dòng mic Su 23 khi mà chúng ta cất lời ca tiếng hát của mình lên, các bác sẽ thấy ngay tiếng nhẹ rất là bay, tiếng dài chép vô cùng sáng. Thử lại lần nữa các bác nhá. 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7
kỹ các anh em lựa chọn dòng Mixed Wi-Fi này. Và ngay bên cửa anh em tiếp tục lên sóng cho anh em, cũng tiện là gửi đi cho anh em khách hàng ở những cái khắp cái tỉnh thành của cả nước, là anh em nào đang có nhu cầu với một bộ trong bộ mic không dây cao cấp và chất lượng và giá thành hợp lý với túi tiền, anh em liên hệ trực tiếp bên em Tùng theo số điện thoại bên dưới màn hình 0979629336 để có ngay cho mình một mức giá hấp dẫn nhất của phiên bản mic không dây Shure UHF 3+ bên cửa anh em. Video của em xin dừng lại tại đây, đây là tất cả anh em ở những video tiếp theo nhé.